trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây Ngày tiết lộ đòn chiến tử dành thị trấn Vuhledar, Ukraine tấn công khốc liệt sân bay quân sự ông Trump tuyên bố trở lại địa điểm bị ám sát hụt để vận động tranh cử ngoại trưởng Iran thăm Liban giữa lúc giao tranh căng thẳng ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các kíp xe tăng của cụm quân phía Đông Nga đóng vai trò quyết định trong việc tấn công những cứ điểm cuối cùng của Ukraine tại Vuleda, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ghi rõ các kíp xe tăng T-80 BVM thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến của hạm đội Thái Bình Dương hoạt động trong cụm quân phía đông đã tham gia tích cực vào việc giành quyền kiểm soát các cứ điểm cuối cùng của quân đội Ukraine tại Vuleda. Đơn vị đầu tiên tiến vào Vuleda từ phía tây là một kíp xe tăng T-80 BVM. Nhóm này đã mở đường cho các đội tấn công khác tiến vào thị trấn sau đó. Theo một chỉ huy đội xe tăng có bí danh là Bursert, cuộc tấn công diễn ra dưới hỏa lực liên tục và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine bờ sớt nói tất cả các hoạt động đều diễn ra theo quy trình và các mục tiêu đã được cân nhắc kỹ lưỡng không có bất kỳ sự nao núng nào gần đây bộ quốc phòng nga xác nhận quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn vuleda ở cộng hòa nhân dân tự xưng donetsk moscow coi việc kiểm soát vuleda là một bước đệm quan trọng để sắp nhập toàn bộ khu vực donetsk vào nga nga đã tuyên bố sắp nhập lugansk và donetsk bất chấp sự phản đối của ukraine vuleda nằm cách thành phố donetsk khoảng 60 đến 70 km về phía tây nam và là một trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk. Với việc kiểm soát Vuhledar, lực lượng Nga sẽ đẩy quân đội Ukraina ra xa thủ phủ Donetsk. Nhà phân tích quân sự Andrei Marukko nói với hãng thông tấn Tass của Nga rằng lực lượng Ukraina đang nỗ lực hết sức để làm chậm tốc độ tấn công của quân đội Nga gần Vuhledar sau khi Moscow kiểm soát thị trấn này. Ở diễn biến khác, truyền thông Ukraina mới đây đã công bố một bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở Voronezh, Nga. Theo các hình ảnh vệ tinh được Radio Liberty công bố, một số vết cháy mới đã xuất hiện gần đường băng, trong khi đó các cơ sở hạ tầng khác trên căn cứ không có dấu hiệu hư hại. Theo ấn phẩm, chính quyền khu vực Voronezh và Bộ Quốc phòng Nga chỉ báo cáo về việc đánh chặn máy bay không người lái và thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, chứ không đề cập đến cuộc tấn công vào căn cứ không quân này. Được biết, đêm ngày mùng 2, dạng sáng mùng 3 tháng 10, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Borisoglebsk ở tỉnh Voronezh của Nga. Cuộc tấn công đã được thực hiện bởi máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine SBU, lực lượng tác chiến đặc biệt và các lực lượng phòng thủ. Mục tiêu là các kho chứa bom dẫn đường KAB, bãi đỗ máy bay Su-35 và Su-34, cũng như các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không tại sân bay quân sự này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 113 UAV của Ukraine chỉ trong một đêm, trong đó có 25 chiếc bị bắn rơi ở tỉnh Voronezh. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã chính thức lên tiếng xác nhận nhóm tác chiến Vostok của họ đã giành được quyền kiểm soát đối với thị trấn Vuleda tại tỉnh Donetsk trong cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Người đứng đầu chính quyền Donetsk, Denis Pusilin, cũng xác nhận lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát các công sự ở Vuleda, nơi quân đội Ukraine đã chuẩn bị trong gần 10 năm. Ông Pusilin cho biết rất nhiều thứ mà đối phương đã chuẩn bị trong 10 năm qua đã được mở ra, nhiều km hầm trú ẩn ngầm, các lối đi mà họ sử dụng. Bây giờ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Lực lượng Ukraine đã kiểm soát Vuleda từ năm 2014. Ông Pusilin nói rằng Vuleda đóng vai trò rất quan trọng đối với quân đội Ukraine vì các tòa nhà cao tầng ở đây giúp thiết lập các trạm quan sát và hệ thống máy phát cho phép theo dõi cuộc giao tranh từ khoảng cách hàng chục km. Đồng quan điểm, một nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết Vuleda là một khu vực kiên cố, có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine. Việc giành quyền kiểm soát khu vực này sẽ giúp đảm bảo khả năng tiếp cận Mariupol và các tuyến đường sắt ở phía nam DPR, tạo điều kiện để quân đội Nga tiến xa hơn về phía khu định cư Kurakhovo khoảng 115 thường dân vẫn ở lại Vuleda và các binh sĩ Nga đang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, theo Giám đốc Quỹ Phát triển ra phá bom mìn nhân đạo và hỗ trợ các dự án kỹ thuật quốc phòng Andrei Senaurin, việc dọn dẹp bãi mìn ở Vuleda có thể kéo dài ít nhất 12 tháng. Ông Senaurin cho biết, theo ước tính sơ bộ, việc ra phá bom mìn tại Vuleda nếu có sự tham gia của khoảng 1.000 chuyên gia sẽ mất ít nhất 12 tháng. Tất nhiên điều này phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện thực tế tại đây, bao gồm cả việc không có xung đột. Ông Senaurin giải thích, những rủi ro liên quan đến bom mìn là rất cao. Vuleda đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh quyết liệt trên các tuyến đường tiếp cận thành phố và bên trong thành phố. Quân đội Ukraine đã bố trí những bãi mìn, không loại trừ khả năng sử dụng bẫy mìn và thiết bị nổ tự chế. Ông nói thêm, trong tình huống như thế này, một chuyên gia ra phá bom mìn nhân đạo có thể ra phá khoảng 50 mét vuông mỗi ngày. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine nói với Business Insider rằng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công vào sân bay quân sự Borisoglebsk, nơi cất giữ máy bay ném bom chiến đấu và bom lượn có sức hủy diệt cao ở vùng Voronezh của Nga. Nguồn tin này nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về các hoạt động nhạy cảm. Nguồn tin của SBU cho biết máy bay không người lái đã tấn công một số địa điểm tại sân bay, bao gồm các nhà kho chứa bom lượn, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không và bãi đỗ Su-35 và Su-34. Họ cho biết Nga tích cực sử dụng căn cứ này để thực hiện các nhiệm vụ ném bom trên lãnh thổ Ukraine. Su-34 là một vấn đề cụ thể đối với Ukraine. Nga trang bị cho những máy bay ném bom chiến đấu bom lượn, vũ khí gần như không thể đánh chặn và được sử dụng để gây ra sự tàn phá cao. Kiev đã nỗ lực giảm mối đe dọa này bằng cách truy đuổi máy bay và bom tại các căn cứ của họ. Hiện vẫn chưa rõ có máy bay nào bị trúng đạn hoặc hư hại trong cuộc tấn công của Ukraine hay không. Nguồn tin này cho biết thêm, việc phi quân sự hóa các sân bay quân sự của Nga sẽ tiếp tục vì kẻ thù không nên cảm thấy thoải mái, ngay cả trên lãnh thổ của mình. Cuộc tấn công vừa qua đánh dấu cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Ukraine và một cơ sở quân sự quan trọng sâu bên trong nước Nga. Kiev đã nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa, bom lượn và các loại vũ khí nổi bật khác của Nga trong suốt chiến dịch kéo dài nhiều tháng này Căn cứ không quân Borisoglebsk, cách Kharkov của Ukraine khoảng 300 km, là nơi đặt các máy bay chiến đấu của Nga được sử dụng để tấn công các khu vực phía bắc của Ukraine bằng bom dẫn đường KAB. Loại vũ khí này được biết đến với độ chính xác cao, tầm bắn xa và đặc biệt là nằm ngoài tầm ngắm của hệ thống phòng không Ukraine. Hồi tháng 9, Ukraine cho biết họ đã tấn công hai kho vũ khí của Nga ở khu vực Krasnodar phía nam và Tver phía tây, trong khi Moscow tuyên bố phải sơ tán hơn 1.000 người. Kiev tuyên bố đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhoresk ở Krasnodar. Ukraine gọi đây là một trong ba căn cứ chứa đạn dược lớn nhất của Moscow, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 300 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí ở làng Oktyavsky thuộc vùng Tver, gây ra một vụ cháy và nổ. Theo hãng tin Reuters, Nga và phương Tây đang có nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp khi Moscow cảnh báo sự ủng hộ của họ cho Ukraine đang đẩy Mỹ và các đồng minh đến bờ vực đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Cùng với đó, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tăng cường tấn công vũ khí phương Tây ở Ukraine. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí phương Tây. Trước động thái trên, ông Andreas Kubilius, tân ủy viên EU về quốc phòng và không gian cho biết, EU và Nga có thể đối đầu nhau trên chiến trường trong vòng chưa đầy 10 năm nữa. Ông Kubilius, cựu Thủ tướng Litva, là một chính trị gia có lập trường cứng rắn về quan hệ với Moscow. Theo ông Kubilius, EU cần phải tăng cường sản xuất quốc phòng và tích trữ dự trữ để có thể tự vệ trước các mối đe dọa trong tương lai. Ông cho biết, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho giao tranh, đồng thời kêu gọi thành lập liên minh quốc phòng châu Âu và khuyến khích đầu tư vào công nghệ quốc phòng trong tương lai. Ông Kubilius nói thêm, chúng ta phải sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga về mặt quân sự trong vòng từ 6 đến 8 năm nữa. EU, NATO và cùng với các quốc gia thành viên phải tăng cường sản xuất quốc phòng tăng cường tích trữ và tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Theo vị quan chức này, các đối thủ của EU đang theo dõi chặt chẽ liệu liên minh sẽ thành công hay thất bại trong nỗ lực nói trên. Ông Kubilius không phải là chính trị gia EU duy nhất cảnh báo về kịch bản EU có thể nổ ra xung đột với Nga trong những năm tới. Hồi tháng 4, tư lệnh quân đội Đức, tướng Kastenbrewer nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ba Lan rằng Nga sẽ tái xây dựng lực lượng sau cuộc xung đột với Ukraine và trong vòng từ 5 đến 8 năm nữa. Nếu Nga quyết định tấn công các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, thì họ có đủ khả năng quân sự để làm như vậy. Ông Brewer tuyên bố, tôi không nói điều đó sẽ xảy ra, nhưng điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi nhận thấy Nga đang sản xuất rất nhiều vật liệu phục vụ xung đột và họ không đưa tất cả số vật liệu này ra tiền tuyến ở Ukraine. Vì vậy, vào năm 2029, chúng ta phải sẵn sàng. Theo tờ Kiev Independent, phát biểu tại một cuộc thảo luận tại diễn đàn an ninh Warsaw, Ba Lan, Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Ben Hodges đã tiết lộ điểm yếu năng lực quân sự của NATO so với Nga. Ông cho rằng nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự châu Âu không hoàn toàn thừa nhận thực tế về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Lời cảnh báo về một cuộc giao tranh giữa Nga và NATO đã gia tăng kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, nhiều nhà quan sát nhận định, phương Tây không có đủ cơ sở công nghiệp quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông Hodges nói, "Chúng ta không có đủ tên lửa và phòng không để bảo vệ các cảng biển, sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng. Chúng ta không thể di chuyển nhanh chóng khắp châu Âu. Do đó, vấn đề di chuyển quân sự vẫn là một thách thức cần được giải quyết." Trước đó, hồi tháng 5, tờ Financial Times đưa tin, "Sườn phía đông của NATO chỉ có 5% khả năng phòng không cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công" Cũng theo ông Haldzis, nếu Nga quyết định tấn công NATO, các lực lượng Moscow sẽ ngay lập tức tấn công cơ sở hạ tầng giao thông ở châu Âu. Cựu tướng Mỹ nhấn mạnh: Hãy tưởng tượng những gì xảy ra trong một tuần ở Ukraine sẽ xảy ra ở Gdansk hoặc Klaipeda, hoặc Tallinn hoặc Bremerhaven. Trong trường hợp xấu nhất, Litva sẽ phải đợi 2 tuần để quân tiếp viện đến. Ở một diễn biến khác, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết các nước NATO sẽ không bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine vì họ lo sợ những hành động như vậy sẽ kéo họ vào một cuộc xung đột với Nga. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sarina Singh cho rằng sự hỗ trợ của các đồng minh trong việc bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Israel và các hành động tương tự ở Ukraine là hai bối cảnh và chiến trường rất khác nhau. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà cho biết chúng ta đang nói về hai bối cảnh và chiến trường rất khác nhau. Ngay từ đầu, khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine Tổng thống đã chỉ đạo bộ phận này cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Bà Sinh nhấn mạnh rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Ukraine, nhưng sẽ hỗ trợ Kiev trong nỗ lực giành lại lãnh thổ có chủ quyền của mình. Khi được hỏi liệu việc tấn công tên lửa Nga từ lãnh thổ Ba Lan hoặc Rumani có được coi là đưa quân vào chiến trường hay không, bà Sinh cho biết điều đó sẽ khiến chúng ta tham gia vào một cuộc chiến theo một cách khác. Người phát ngôn của Lầu Nông Góc nhấn mạnh rằng Ukraine đã rất thành công trong việc sử dụng phòng không và các khả năng khác để tiếp tục giành lại lãnh thổ của mình. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói thêm rằng, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu này. Bà cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov đã thảo luận tập trung vào việc cập nhật tình hình chiến trường để đánh giá tốt hơn những khả năng bổ sung mà Ukraine có thể cần. Euronews mới đây đưa tin, cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, 57 tuổi, đã chính thức tiếp quản vị trí Tổng Thư ký NATO từ người tiền nhiệm Jens Stoltenberg. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao diễn ra ở trụ sở NATO tại Bruxelles, Bỉ, ông Mark Rutte bày tỏ sự cảm kích khi được Liên minh tin tưởng giao giữ chức Tổng Thư ký. Người tiền nhiệm Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng ông Mark Rutte sẽ hoàn thành rất tốt vai trò mới. Ông Jens Stoltenberg chia sẻ, ông ấy biết cách thỏa hiệp, đạt đồng thuận và đây là những kỹ năng rất quan trọng tại NATO. Liên minh sẽ vận hành tốt dưới sự lãnh đạo của ông Mark Rutte, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Rutgers, Michael Rossi cho rằng tân tổng thư ký NATO Mark Rutte có thể tiếp tục đi theo con đường giống như những người tiền nhiệm đó là dẫn dắt quá trình chuyển đổi đang diễn ra của liên minh này từ một tổ chức an ninh thành một khối quân sự. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Rutte đã hứa sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng của liên minh trước những thách thức trong tương lai, tăng chi tiêu và thúc đẩy đổi mới. Theo chuyên gia Rossi, việc bổ nhiệm ông Rutte rất có thể sẽ giữ cho các chính sách đối ngoại và mục tiêu hiện nay của NATO được nhất quán với những người tiền nhiệm là ông Stoltenberg và ông Anders Fogh Rasmussen. Ông Rutter có vẻ phù hợp với việc tiếp tục chương trình nghị sự của tổ chức này từ thời ông Stoltenberg trong việc biến đổi NATO từ một liên minh phòng thủ tập thể thành một khối quân sự khu vực. Theo ông Rossi, các đặc điểm của chương trình nghị sự này bao gồm quan điểm coi Nga, Trung Quốc và Iran là nhân tố gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh cũng như cam kết liên tục về hỗ trợ Ukraine gia nhập liên minh này trong tương lai, trong khi đang tham gia vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc NATO mở rộng và kết nạp Ukraine sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga và Moscow, coi tình trạng không liên kết của Ukraine là điều kiện then chốt để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Kế hoạch của Kiev gia nhập NATO là một trong những lý do khiến Nga triển khai kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Mới đây, ông Trump tuyên bố trở lại địa điểm mình từng bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania để vận động tranh cử. Tỷ phú Musk tuyên bố sẽ có mặt để ủng hộ. Cụ thể, đăng tải trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho biết ông tham dự một cuộc meeting do ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tổ chức tại địa điểm mà cựu Tổng thống Mỹ từng bị mưu sát tại bang Pennsylvania. Ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X rằng Tôi ở đó để ủng hộ, đề cập đến buổi vận động cử tri được ông Trump tổ chức tại thành phố Butler, bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 10. Theo hãng tin Bloomberg, CEO của Tesla và SpaceX trước đó đã quyên góp hàng chục triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ ba của cựu Tổng thống Mỹ Trump. Đóng góp vào một ủy ban hành động chính trị PAC, tỷ phú Musk đã chi tri 71 triệu đô la Mỹ chủ yếu cho các hoạt động vận động và thực địa nhằm thu hút phiếu bầu cho ông Trump. Hồi cuối tháng 9, CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, đầu tháng 10 tới, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Butler, Pennsylvania, địa điểm từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7. Cuộc vận động tranh cử của ông Trump được lên lịch tại khu tổ chức hội trợ Butler Farm Show. Sự kiện này có thể sẽ tương tự như cuộc vận động trước đó. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ trở lại Butler. Trong bài đăng trên mạng xã hội trước cuối tháng 7, cựu Tổng thống cho biết ông sẽ trở lại nơi này trong một cuộc vận động quy mô lớn. Trong một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, nghi phạm Thomas Groups đã nổ súng vào ông Trump từ một mái nhà cách vị trí cựu tổng thống đang phát biểu khoảng 120 mét. Theo phân tích của CBS News, Groups đã bắn 8 phát trong vòng chưa đầy 6 giây. Vụ nổ súng đã khiến lính cứu hỏa Pennsylvania Corey Compreto thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm Groups ngay sau đó đã bị đội chống bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn thiệt mạng. Kể từ sau vụ ám sát hụt ở Butler, Ông Trump thường phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử ngoài trời từ phía sau tấm kính chống đạn. Khi được phóng viên của CBS News Kathleen Huey Burns hỏi liệu ông có bị căng thẳng sau sự việc ở Butler hay không, ông Trump trả lời, ông không bị căng thẳng. Ông Trump nói, câu trả lời là đường đạn rất sát và tôi có thể đã không được ngồi ở đây lúc này. Sự an toàn của ông Trump một lần nữa bị đặt câu hỏi khi các nhân viên mật vụ phát hiện một kẻ khả nghi với khẩu súng trường trong bụi cây gần sân gôn ở West Palm Beach trong lúc ông đang chơi gôn tại đây. Nghi phạm Ryan Wesley Root, 58 tuổi, đã bị buộc hai tội danh liên quan đến vũ khí, liên quan đến vụ việc. Các công tố viên liên bang cũng có kế hoạch buộc tội người này về hành vi cố ý ám sát một nhân vật chính trị. Nhà Trắng đang vật lộn với ba thách thức có thể đe dọa những hy vọng của Phó Tổng thống Harris và mở ra cơ hội cho cựu Tổng thống Trump. Một tháng trước ngày bầu cử, Mỹ phải đối mặt với khả năng nghiêm trọng bị kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông. Cuộc đình công của các công nhân cảng có thể ảnh hưởng đến những người tiêu dùng đã mệt mỏi vì lạm phát và sức ép chính trị đang gia tăng sau hậu quả của cơn bão Hơi len. Mỗi tình huống đều làm nổi bật những điểm yếu tiềm ẩn của hai ứng viên khi cử tri đưa ra quyết định. Bộ ba bài kiểm tra mà bà Harris đối mặt đi cùng những hậu quả về kinh tế, chính trị và nhân đạo nếu chính quyền mắc sai lầm. Hồ sơ của công tố viên đặc biệt Jack Smith về ông Trump có nói rằng cựu Tổng thống Mỹ đã sử dụng rộng rãi các nhân tố tư nhân và cơ sở hạ tầng chiến dịch của mình để cố gắng lật ngược kết quả bầu cử. Trong một phần đáng chú ý nhất của bản cáo trạng, ông Smith cho biết, ông có bằng chứng cho thấy ông Trump khi còn làm tổng thống đã nói với các thành viên trong gia đình rằng, bạn thắng hay thua trong cuộc bầu cử không quan trọng, bạn vẫn phải chiến đấu hết mình. Trong khi đó, điểm yếu lớn nhất đối với bà Harris có thể nằm ở chỗ tình hình bình thường sau đại dịch COVID-19 mà ông Joe Biden cam kết khôi phục vào năm 2020 vẫn chưa được thực hiện. Trong khi Đảng Cộng hòa đưa ra lập luận rằng sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ đang bị thất bại bởi những sự kiện liên tiếp trong và ngoài nước. Một cuộc giao tranh đáng sợ từ lâu giữa Iran và Israel có thể buộc Mỹ phải chiến đấu với Tehran sau hơn 4 thập kỷ đối đầu ủy nhiệm và khiến Mỹ gặp nguy hiểm. Bất kỳ cuộc khủng hoảng năng lượng nào xảy ra sau đó cũng có thể khiến giá xăng dầu tăng vọt và phá vỡ uy tín của bà Harris về mặt kinh tế. Cuộc đình công ở cảng biển Mỹ đang khiến chính phủ phải cân nhắc giữa việc ủng hộ lao động có công đoàn và mệnh lệnh ngăn chặn tình trạng thiếu hụt tại các siêu thị và giá cả tăng cao. Trong khi đó, Helen là cơn bão nguy hiểm thứ hai tấn công vào đất liền Mỹ trong 50 năm qua sau cơn bão Katrina năm 2005. Cơn bão từng trở thành biểu tượng cho việc quản lý kém cách ứng phó với các thảm họa tự nhiên có thể tạo ra các thảm họa chính trị như thế nào? Mỗi một vấn đề đang nổi lên trong cuộc đua vào nhà trắng đều có thể trở thành bất ngờ tháng 10. Tuy nhiên, tác động của chúng rất khó đánh giá vì nhiều diễn biến bất ngờ của chiến dịch này vẫn chưa có tác động quyết định, chẳng hạn như việc ông Trump bị kết tội và thoát khỏi hai vụ ám sát, hay việc một tổng thống đương nhiệm đang chạy đua tái tranh cử đã từ bỏ chiến dịch của mình vài tháng trước ngày bầu cử. Ngay trước cuộc bầu cử Mỹ chỉ vài tuần, cuộc khủng hoảng an ninh ở Trung Đông đã gia tăng nghiêm trọng. Đây là khu vực đã khiến các tổng thống Mỹ bối rối trong nhiều thập kỷ sau cuộc tấn công trên bộ của israel vào liban và vụ ám sát thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah khu vực này đã trở nên căng thẳng hơn sau nhiều tháng israel chiến tranh với hamas ở gaza mỹ và các đồng minh đã giúp đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của iran vào israel trong tuần này nhưng sự chú ý hiện đã chuyển sang phản ứng của tel aviv sau lời cảnh báo của thủ tướng benjamin netanyahu với tehran rằng không nơi nào nằm ngoài tầm hoạt động của lực lượng israel Tổng thống Biden đã thực hiện bước đi rất bất thường khi công khai cảnh báo Israel về bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, vấn đề của ông Biden là ông Netanyahu đã quen với việc phớt lờ lo ngại của Mỹ về các hành động của Israel ở Gaza cũng như Liban. Nhà lãnh đạo Israel dường như đã hành động với kỳ vọng rằng Washington sẽ phải bảo vệ Israel trong mọi trường hợp. Cuộc bãi công của gần 50.000 thành viên Hiệp hội Công nhân Bốc Xếp Quốc tế ILA Tại các cảng ở bờ Đông và bờ Vịnh Gulf Coast đang chặn dòng chảy hàng nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ. Nếu các mặt hàng bị giữ lại, các nhà máy của Mỹ có thể phải dừng hoạt động. Tình trạng thiếu hụt hàng hóa bán lẻ có thể gây ra tình trạng tăng giá, khiến người Mỹ nhớ lại cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất mà ông Trump đổ lỗi cho ông Biden và bà Harris. Hàng hóa đã được vận chuyển trong kho có thể làm giảm tác động tức thời của cuộc đình công về tiền lương, nhưng áp lực chính trị sẽ ngày càng gia tăng để tìm ra một giải pháp. Mới đây, truyền thông Trung Đông đưa tin về việc Mỹ đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp với Iran ngay trước cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm vào Israel. Theo đó, cổng thông tin Baghdad Today của Iraq trích dẫn một quan chức giấu tên cho hay ngay trước cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel, Washington đã gửi cho Tehran ba thông điệp khẩn cấp trong vòng 30 phút qua Iraq yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo không tấn công các căn cứ của Mỹ. Quan chức trên tiết lộ, Washington lo ngại rằng Tehran hoặc các nhóm thân cận có thể tấn công các căn cứ của Mỹ. Washington đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nhanh chóng nào của các sự kiện. Quan chức này được cho là lưu ý rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển tiềm năng tên lửa của Iran và bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tên lửa siêu vượt âm vì khả năng hạn chế của hệ thống phòng không Patriot. Ít ngày trước, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Abbas Ninforosan. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông không muốn gây chiến với Israel nhưng sẽ kiên quyết đối đầu với mọi mối đe dọa. Israel khẳng định sẽ đáp trả tại thời gian và địa điểm mà nước này quyết định, trong khi cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh nguy cơ đáp trả sẽ khiến khu vực tiến sát đến miệng hố của một cuộc xung đột toàn diện khi mà giao tranh ở giải gaza và liban vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt liên quan tình hình ở liban mới đây afp dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức của quốc gia này đưa tin một cuộc không kích của israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính nối liban Syria theo bộ trưởng giao thông liban ali hamie đây là con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân liban hezbollah là thành viên trong trục kháng chiến được Iran xây dựng và dẫn dắt trong nhiều thập kỷ qua, với mục tiêu chính là chống lại ảnh hưởng của Israel và phương Tây ở khu vực Trung Đông. Trục kháng chiến ra đời từ thập niên 1980 khi Iran bị rơi vào thế cô lập sau cách mạng Hồi giáo và bùng phát xung đột với Iraq. Kể từ đó, Tehran đã tài trợ và trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Liban, Yemen, Iraq và Syria, cũng như lực lượng Hamas ở giải Gaza. Truyền thông Liban mới đây cho biết, một máy bay chở ngoại trưởng Iran Abbas Arachi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Iran đến Liban kể từ khi Israel không kích thủ đô Beirut, khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng tuần trước. Ngoại trưởng Iran Arachi hội đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Iran bắn hàng trăm quả tên lửa nhằm vào Israel để trả thù cho sự ra đi của loạt chỉ huy cấp cao Hezbollah và Hamas do các cuộc không kích của Israel. Hồi cuối tháng 9, truyền thông Israel đưa tin một quan chức Iran đã tuyên bố với hãng tin NBC của Mỹ rằng Tehran sẽ bắt đầu tuyển mộ lực lượng để triển khai tới Liban. Cụ thể, ông Mohammad Hassan Akhtari, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Iran khẳng định giới chức nước này sẽ cho phép triển khai binh sĩ tới Liban và Syria để chiến đấu chống lại Israel tương tự như đã từng làm vào năm 1981. Cùng lúc, hãng thông tấn sinh viên Iran dẫn lời một nghị sĩ quốc hội của nước này nói rằng Đại giáo chủ Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này tấn công Israel để báo thù các cuộc không kích tội ác của Israel vào Liban và giải Gaza. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức Iran chưa xác thực thông tin này. Về phần mình, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào Liban, trong đó có thủ đô Beirut cuộc không kích được tiến hành với mục tiêu đánh phá là ngoại ô phía nam Beirut. Trước cuộc không kích này, quân đội Israel thông báo đã tấn công hàng trăm mục tiêu Hezbollah trên khắp đi băng. Trong đó có các cuộc không kích vào nhiều tòa nhà được cho là nơi cất giấu vũ khí của Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut. New York Times NIT đưa tin phát ngôn mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây sóng gió trên thị trường và khu vực Trung Đông, cho thấy sức mạnh từ những lời nói tưởng chừng như ngẫu hứng của ông và tốc độ lan truyền của chúng. Trong bối cảnh Trung Đông đang đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện, dư luận thế giới hiện đang băn khoăn khi nào Israel trả đũa Iran và mục tiêu có thể là gì? Theo đánh giá của NIT, mặc dù không hẳn là chia sẻ hoàn toàn, nhưng với hai câu trả lời có vẻ ngẫu hứng cho các phóng viên, nhà lãnh đạo Mỹ đã hé lộ góc nhìn hiếm hoi về mục tiêu và thời gian của một cuộc tấn công quân sự mà đồng minh đang chuẩn bị. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ israel tấn công các cơ sở dầu khí của iran hay không ông biden trả lời chúng tôi đang thảo luận về điều đó song trước tiên tôi muốn nhấn mạnh không phải chúng tôi cho phép israel tấn công mà chỉ cố vấn cho israel hôm nay sẽ chưa có chuyện gì xảy ra và ông nói thêm rằng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có chút và bỏ lửng câu trả lời ở đó theo một quan chức mỹ dù hiện tại các quan chức israel và mỹ vẫn tiếp tục thảo luận về phản ứng sau cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel gần đây, nhưng cho đến nay, Mỹ hiểu rằng Israel vẫn đang xác định cách thức tiến hành trả đũa. Vị quan chức cũng cảnh báo không nên suy đoán về những gì Israel có thể quyết định tấn công, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ của Iran, vì các nhà lãnh đạo Israel vẫn chưa quyết định điều gì. Tuy nhiên, những bình luận công khai về khả năng Israel tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran đã thúc đẩy giá dầu tăng đột biến. Những biến động này đã kéo các chỉ số chứng khoán của Mỹ đi xuống và khiến các nhà đầu tư phải vội vã tìm hiểu về hậu quả tiêm tăng trong trường hợp chiến tranh ở Trung Đông lan rộng hơn. Thực ra, phát ngôn của Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa với việc Israel chắc chắn sẽ tấn công năng lực sản xuất dầu của Iran, nhưng chỉ cần một ý lấp lửng từ ông Biden cũng đủ để tạo cú sốc lo ngại khắp thế giới. Cả hai bình luận của ông Biden đã lan truyền ở tốc độ chóng mặt, nhanh chóng trở thành tiêu đề ở Israel trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nước này vẫn tỏ ra mơ hồ về kế hoạch tấn công iran chưa rõ ở đâu và khi nào theo đánh giá bình luận của nhà lãnh đạo mỹ về thời điểm có thể xảy ra tấn công không phải là một bất ngờ lớn tuy nhiên vì ông biden nằm trong số những người có thể thực sự biết câu trả lời nên những phát ngôn của ông dù là tự nhiên thoáng qua cũng đặc biệt gây chú ý điều này cho thấy quyền lực của một tổng thống hoặc ít nhất là sức nặng từ lời nói của một tổng thống Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Liban vừa quyết định vẫn sẽ duy trì vị trí tại đây sau khi Israel yêu cầu họ rời đi. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix ngày 3 tháng 10 chia sẻ với các phóng viên rằng toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình hiện vẫn duy trì vị trí. Các bên có nghĩa vụ phải tôn trọng an toàn và an ninh của các binh sĩ gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, ông Lacroix khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an trong tình thế hết sức khó khăn. Ông Lacroix bổ sung rằng các kế hoạch dự phòng đã sẵn sàng cho cả trường hợp kết quả tốt và xấu. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền Nam Liban, UNIFIN được thành lập năm 1978. Lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Nam Liban giáp Israel. Vào tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn một năm nhiệm vụ của UNIFIN. Nhưng vào đầu tuần này, Israel đã đề nghị Unifin chuẩn bị di chuyển đến khu vực cách biên giới Israel và Liban 5 km ngay lập tức để bảo đảm an toàn. Khu vực biên giới này còn có tên là Đường Xanh. Unifin hoạt động ở khu vực giữa sông Litani ở phía bắc và Đường Xanh ở phía nam. Unifin hiện có 10.000 binh sĩ thuộc 50 quốc gia và khoảng 800 nhân viên dân sự. Quân đội Israel cũng yêu cầu người dân ở hơn 20 thị trấn tại miền nam Liban sơ tán khỏi nhà ngay lập tức, vào ngày mùng 3 tháng 10, trong bối cảnh Tel VIP tăng cường hoạt động xuyên biên giới tấn công vào các mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết đã đẩy lùi được nỗ lực của quân đội Israel nhằm tiến vào một địa điểm biên giới ở miền Nam Liban. Trong một diễn biến khác, cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp của Liban vừa công bố báo cáo cho biết gần 240.000 người trong đó phần lớn là người Syria, đã về nước kể từ sau khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Liban. Cụ thể, báo cáo có đề cập rằng trong số những người sơ tán, có hơn 176.000 công dân Syria đang lánh nạn tại Liban do nội chiến và gần 63.500 công dân Liban. Trước đó, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết nước này đang đương đầu với một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử. Phát biểu trong một cuộc họp với các đại diện của Liên Hợp Quốc, Ông Mikati kêu gọi cung cấp viện trợ cho khoảng 1 triệu người dân nước này phải sơ tán tránh xung đột sau khi Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Hezbollah tại nước này. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujaric nêu rõ, chúng tôi không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào.